Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề Nhà báo Xuân Thủy 1912-1985. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Đến dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ. Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng của nhà báo Xuân Thủy và những đóng góp của nhà báo Xuân Thủy với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Khởi đầu từ cộng tác viên một số tờ báo nổi tiếng ở Hà Nội như Trung Bắc Tân Văn, Hà Thành Ngọ Báo, thời kỳ ông tổ chức xuất bản và lưu hành tờ báo mang tên Suối Reo trong khi đang bị Pháp cầm tù, cho đến khi là chủ bút của báo Cứu Quốc của Việt Minh, rồi trở thành Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam năm 1950. Trong suốt cuộc đời mình, nhà báo Xuân Thủy đã nhiều lần giữ trọng trách trong Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận. Ông luôn có những cống hiến xuất sắc trên công tác ngoại giao, báo chí, phong trào bảo vệ hòa bình, đoàn kết hữu nghị, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại buổi tọa đàm, nhiều tham luận của các đại biểu đã làm rõ hơn chân dung của nhà báo Xuân Thủy cùng những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp báo chí cách mạng và ngoại giao của đất nước. Tọa đàm còn trưng bày hơn 20 tài liệu, hiện vật gắn với nhà báo Xuân Thủy lúc sinh thời để kể về con đường nhà báo Xuân Thủy đến với báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 14 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức tọa đàm trao đổi về truyền thông y tế, cung cấp thông tin về một số kết quả y tế nổi bật trong quý 2 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thời gian qua, Bộ Y tế đã tham mưu trình Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản chính sách về y tế nhằm bổ sung, hoàn thiện để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển ngành y tế. Bên cạnh đó, việc kiểm soát đợt dịch COVID-19 bảo đảm đủ điều kiện chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự thành công trong phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Bộ Y tế cũng đã quyết liệt tháo gỡ những nút thắt về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế. Trong thời gian tới đây, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý ngành y tế, chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông, thông tin về y tế. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vừa tổ chức tọa đàm, góp ý báo cáo rà soát các mẫu hợp đồng hợp tác công tư và báo cáo huy động nguồn lực tài chính mới cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Theo báo cáo viễn cảnh cơ sở hạ tầng toàn cầu, Việt Nam cần hơn 600 tỷ đô la Mỹ để đạt các mục tiêu về cơ sở hạ tầng vào năm 2040. Hình thức hợp tác công tư PPP được xem là giải pháp giảm áp lực cho ngân sách quốc gia, giảm sự lệ thuộc vào nguồn vốn viện trợ hoặc vay ưu đãi nước ngoài. Tuy nhiên, tới nay, các bộ ngành địa phương vẫn gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư PPP. Giả xét về thực tiễn, 2 năm rưỡi vừa rồi chúng ta thực hiện đối tác công tư xa hơn là trong cái giai đoạn chúng ta thực hiện đối tác công tư theo các nghị định của chính phủ, và chúng ta tìm ra những cái nguyên nhân xử lý được các cái xung đột về mặt pháp luật và có những cái hướng dẫn cụ thể, có những cái mẫu hợp đồng cụ thể và có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan. Với đặc điểm quy mô lớn cùng với thời gian thực hiện dài, các dự án PPP rất cần phải có cơ chế tài chính phù hợp. Hợp đồng cần được soạn thảo, rà soát kỹ lưỡng để tăng cường tính bền vững, giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai dự án. Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức diễn đàn thương mại xanh năm 2023 với chủ đề Thương mại xanh, thách thức và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Chuyển đổi xanh là hướng đi sống còn của doanh nghiệp, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực còn hạn chế. Do vậy, để quá trình xanh hóa diễn ra thuận lợi, rất cần sự trợ lực đa chiều của cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng, các kênh phân phối. Các đại biểu đã cùng chia sẻ về những thông tin liên quan đến các rào cản xanh đang được áp dụng phổ biến tại thị trường xuất khẩu và trong nước, nâng cao nhận thức về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Trao đổi, tìm kiếm các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển xanh, phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố, tạo nền tảng phát triển rộng trong cả nước, nhằm tìm kiếm giải pháp xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gắn kết chuyển đổi sản xuất của doanh nghiệp
thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tích hợp tăng trưởng xanh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, góp phần định hướng kinh tế xanh và bền vững trong giai đoạn tới. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, tại khu vực tỉnh Lai Châu đã xảy ra trận lũ khá lớn. Điều này khiến cho các hộ dân nuôi cá tầm, cá hồi trên địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu bị thiệt hại rất nặng nề. Với tình hình thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét là rất lớn, cần có những cảnh báo sớm để phòng tránh những thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Chỉ sau 10 phút, lũ lớn bất ngờ gây sạt bờ kè của một hộ nuôi cá phía bên trên đã cuốn phăng hàng chục tấn cá tầm giống và thương phẩm của hợp tác xã này. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến hợp tác xã không kịp trở tay, nguy cơ mất trắng. Cái lượng cá ở trong ao thì tính bình quân là cả to cả bé vào tầm 7-80 tấn. Nhưng mà bây giờ khả năng là thiệt hại, số lượng cụ thể thì chưa thể biết được. Thế nhưng mà ước chừng nó cũng phải vào tầm 5-60 tấn. Nếu mà tính ra thành tiền thì nếu mà cứ nhân với lại cái giá bình quân là 20 thôi, thì nó cũng phải vào tầm 12-13 tỷ. Xã Sơn Bình đang là địa phương có nghề nuôi cá nước lạnh rất phát triển của huyện Tam Đường, với thống kê sơ bộ khoảng 26 cơ sở nuôi cá nước lạnh, chủ yếu tập trung ở hai bản Chu Va 12 và Chu Va 8 với trên 300 bể nuôi. Đợt lũ đầu mùa này chưa lớn nhưng do có tình trạng đổ đất đá xây kè lấn lòng suối nên khi lũ về nước lệch dòng đã gây sạt kè bể nuôi cá của hộ dân. Trong cái thời gian bị sạt lở thì chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã huy động bà con nhân dân ở bản Chu Va 12 cũng như một số lực lượng đã tập trung hỗ trợ gia đình, đã kịp thời khuyến cáo tới bà con nhân dân trên địa bàn của xã thường xuyên bảo vệ cái tài sản, đặc biệt là tính mạng trong mùa mưa bão năm 2023. Đặc biệt là khuyến cáo bà con nhân dân không vớt cá và vớt củi vào những cái trận lũ mà xảy ra trên địa bàn xã. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu, dự báo trong những ngày tới, tỉnh Lai Châu vẫn có mưa to đến rất to và dông, đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Rất cần sự vào cuộc hơn nữa của các địa phương trong công tác tuyên truyền khuyến cáo, cũng như triển khai các biện pháp phòng chống để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con mỗi mùa mưa đến. Kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2023 đến ngày 13 tháng 4 năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh cấm xe semi rơ móc, xe container di chuyển vào 8 tuyến đường nội thành để phục vụ cho thi công hầm chui Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn thuộc dự án đường nối cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Hầm chui tại nút giao Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn là hạng mục quan trọng thuộc công trình xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. Khi hoàn thành sẽ là cửa ngõ thứ hai ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Để phục vụ thi công hầm chui, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2023 đến ngày 13 tháng 4 năm 2024 sẽ cấm xe container đi vào 8 tuyến đường nội thành gồm trục đường Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Phan Thúc Duyện, trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu và trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi. Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đặt tên mới cho hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, gồm cầu Ba Son và cầu Thủ Thiêm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố đặt tên mới cho cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2. Theo đó, tên gọi Ba Son thay thế cho cầu Thủ Thiêm 2 và cầu Thủ Thiêm thay cho tên Thủ Thiêm 1. Đây là hai cây cầu kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận 1 và quận Bình Thạnh, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội khu phía đông thành phố. Việc đặt tên hai cây cầu là Ba Son, Thủ Thiêm còn mang ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong kết nối, trao đổi về kinh tế, văn hóa, xã hội. Mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Phụ nữ cùng Bệnh viện European Wellness Việt Nam tổ chức lễ ra mắt hai quyển sách Rối loạn phổ tự kỷ, y học tái sinh bằng liệu pháp tế bào gốc và tế bào gốc trong y học tái tạo. Hai quyển sách trên của giáo sư tiến sĩ Mike Chen và tiến sĩ Dimitro Glocon cùng các nhà khoa học, các bác sĩ học tập và làm việc tại Urobin Wellness Group dày công nghiên cứu và biên soạn, được nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản và phát hành. Với những nghiên cứu của mình, tác giả đã phân tích nguyên nhân dẫn đến chứng tự kỷ, tiềm năng của tế bào gốc trong việc hỗ trợ điều trị căn bệnh này. Nghiên cứu trị liệu bằng tế bào gốc cho trẻ bị chứng tự kỷ đã có những chuyển biến tích cực, điều hòa được cảm xúc, kỹ năng xã hội được cải thiện và tương tác với mọi người xung quanh.
Tế bào gốc trong y học tái tạo sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về tế bào gốc, những kiến thức cơ bản về bệnh tật, các quy định trong quản lý chất lượng sản phẩm liên quan tới tế bào gốc, các thử nghiệm lâm sàng và vị trí hiện nay của tế bào gốc trong việc điều trị từng loại bệnh để có cái nhìn thực tế hơn về những phương pháp điều trị mới. Mục tiêu của những người thực hiện nhằm cung cấp thông tin cho các bậc cha mẹ, ông bà, người thân của trẻ tự kỷ một hướng đi mới nhờ thành tựu y học tái sinh, giúp trẻ em tự kỷ ở Việt Nam sớm phục hồi chức năng. Thưa quý vị, chuyến hải trình đặc biệt đưa gần 200 đại biểu cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên ưu tú đến với quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 mang theo những món quà giá trị cả về vật chất, tinh thần đến với quân và dân địa phương. Và trong hành trình ý nghĩa đó, có một chương trình nghệ thuật đặc biệt đã được tổ chức giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, mang đến biết bao cảm xúc khó diễn tả bằng lời cho các đại biểu và cán bộ chiến sĩ. Một chương trình nghệ thuật đặc biệt có 102 giữa mênh mông sóng nước Trường Sa. Một chương trình nghệ thuật không có ban nhạc, không có sân khấu hoành tráng lấp lánh ánh đèn. Micro được thay bằng bộ đàm, sân khấu là bong tàu. Đặc biệt, khán giả là những cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn JK1. Chúng ta cũng có một cái mục tiêu chung vì Tổ quốc, vì chủ quyền của biển đảo quê hương. Do đó tuy là lần đầu tiên hoặc có thể là chưa gặp được nhau, ví dụ như ở nhà giàn do thời tiết chúng ta chỉ giao lưu qua bộ đàm thôi, nhưng mà cái tình cảm rồi cái sự quen thuộc rồi hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên tàu và trên nhà giàn cũng đã giúp cho thành viên đoàn hành trình cũng như là quân và dân trên các điểm đảo, các điểm đóng quân rất là gần gũi. Đại diện ban tổ chức, anh Lâm Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam cho biết, vì điều kiện thời tiết không cho phép được trực tiếp lên nhà giàn thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ, nên ban tổ chức và chỉ huy tàu đã cố gắng tổ chức tốt nhất trong điều kiện cho phép. Chưa bao giờ tiếng hát yêu Tổ quốc thiêng liêng lại vang lên mãnh liệt đến thế giữa trùng khơi biển trời. Đã có những giọt nước mắt buồn, vui, tự hào đan xen và cả những tiếng cười cùng bao lời dặn dò thân tình, động viên khích lệ tinh thần các chiến sĩ vững vàng nơi biển khơi, bảo vệ vững chắc thềm lục địa và biển đảo thiêng liêng. Ở chuyến hành trình này, tất cả các bạn sinh viên, các bạn cán bộ đoàn, cán bộ hội đang mong muốn và niềm tin hy vọng rằng các anh khỏe, công tác tốt. Và tất cả chúng tôi ở đây rất yêu các anh. Chúng mình đã giao lưu với các anh qua bộ đàm, đội văn nghệ biểu diễn cho các anh trên bong tàu. Còn Hương được hát cho các anh qua bộ đàm và các anh cũng đáp lại cái tình cảm của mình. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt lần đầu tiên của sinh viên Việt Nam. Đây cũng là chuyến tàu đặc biệt lần đầu tiên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hướng đến chào mừng Đại hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, kỷ niệm 10 năm chương trình sinh viên với biển đảo Tổ quốc và 35 năm sự kiện Gạc Ma. Chuyển sang các thông tin quốc tế, kết quả của một cuộc khảo sát vừa được Ngân hàng Quốc gia Australia thực hiện cho thấy các điều kiện kinh doanh ở nước này đã giảm mạnh trong tháng 5 khi nền kinh tế đối mặt với nhiều sức ép. Sự sụt giảm các điều kiện kinh doanh của Australia diễn ra trong bối cảnh các thành phần phụ của điều kiện kinh doanh như hoạt động thương mại, thị trường việc làm, lợi nhuận doanh nghiệp đều suy yếu nhiều hơn mức dự kiến. Niềm tin kinh doanh của các ngành cũng sụt giảm, trong đó ngành bán lẻ có niềm tin thấp nhất. Các chuyên gia cảnh báo việc số đơn đặt hàng sụt giảm mạnh có thể khiến tình hình kinh doanh trở nên sa sút hơn nữa, gây nhiều rủi ro cho tăng trưởng kinh tế Australia trong năm nay. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu vừa đồng ý về cách thay đổi hệ thống thị thực theo xu hướng số hóa phần lớn. Theo một số nghị sĩ Nghị viện châu Âu, quy trình xin thị thực mới sẽ trở nên dễ dàng, nhanh gọn và tiết kiệm chi phí hơn. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cho rằng không còn có nhãn dán thị thực trong hộ chiếu. Nếu được thông qua, luật mới sẽ cho phép hầu hết các đương đơn xin thị thực tới các nước EU có thể nộp trực tuyến, thay vì phải nộp tại lãnh sự quán và thông qua văn phòng dịch vụ.
Bộ Di cư Thụy Điển đề cao sự thay đổi này dưới góc độ tăng cường an ninh cho khu vực Schengen, giảm nguy cơ giả mạo và đánh cắp nhãn dán thị thực. Những người lần đầu xin thị thực Schengen, những người có hộ chiếu mới hay người thay đổi dữ liệu sinh trắc học vẫn có thể phải hẹn tới làm thủ tục tại lãnh sự quán hoặc văn phòng thị thực. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, đến năm 2037, Ấn Độ có thể sẽ ghi nhận nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí mới. Con số này sẽ tăng cao gấp 8 lần so với hiện tại. Ngân hàng Thế giới dự báo chỉ sau 14 năm nữa, cứ mỗi 15 giây, Ấn Độ sẽ có nhu cầu về một máy điều hòa nhiệt độ mới. Cũng theo dự đoán, đến năm 2030, 160 đến 200 triệu người ở Ấn Độ có thể sẽ phải hứng chịu những đợt nắng nóng chết người mỗi năm. Điều này khiến những chiếc điều hòa trong gia đình trở thành một vật dụng cần thiết. Hiện chính phủ Ấn Độ chú trọng phát triển các sản phẩm nội địa made in India, trong đó có phân khúc máy điều hòa không khí, đã nhận được sự hỗ trợ tài chính cho chương trình này, dẫn tới nguồn cung nhiều hơn, giá thành rẻ hơn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất điều hòa không khí đã liên kết với các ngân hàng và công ty tài chính phi ngân hàng để tạo điều kiện cho khách hàng mua điều hòa và trả góp. Tính đến tháng 5 năm nay, khoảng 110 triệu người trên khắp thế giới đã buộc phải rời bỏ nơi sinh sống vì xung đột, bạo lực và tác động của biến đổi khí hậu. Liên Hợp Quốc cho biết đây là con số cao chưa từng có và coi sự bùng nổ này là một bản cáo trạng của thế giới. Theo báo cáo thường niên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, xu hướng toàn cầu về di rời cưỡng bức, vào cuối năm ngoái, 108,4 triệu người đã phải di rời, bao gồm cả người tị nạn chạy sang nước ngoài và người phải sơ tán trong nước. Khoảng 76% người tị nạn chạy sang các nước có thu nhập thấp và trung bình, trong khi 70% ở lại các nước láng giềng. Xung đột, giao tranh ở Sudan đã dẫn tới nhiều cuộc di cư hơn, khiến tổng số người phải đi sơ tán trên toàn cầu ước tính tăng lên tới 110 triệu người vào tháng 5. Các tác động của biến đổi khí hậu cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Hơn 2 tuần qua, tình trạng thiếu điện đã diễn ra ở khắp các tỉnh thành phố ở miền Bắc, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Tại nhiều khu công nghiệp, việc điều chỉnh sản xuất hầu như không thực hiện được do thời gian cắt điện hiện nay kéo dài 12 tiếng. Người lao động, phần nhiều là nữ giới, không đủ sức khỏe để thay đổi giờ làm sớm hơn bình thường. Theo ghi nhận trên báo Nhân dân, để ứng phó với tình trạng thiếu điện, chính quyền một số tỉnh thành phố đã có phương án điều chỉnh cấp điện. Các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ thực hiện các giải pháp cắt điện, tiết kiệm năng lượng để bảo đảm duy trì sản xuất. Cũng liên quan đến vấn đề này, theo bài viết trên báo Thời Nay, trước tình trạng thiếu điện, những giải pháp được các doanh nghiệp áp dụng là không nhiều, ngoài việc rời lịch sản xuất và dùng máy phát điện. Đại diện lãnh đạo Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng do giá bán điện của Việt Nam còn thấp so với các nước trên thế giới nên nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà khi phải bỏ ra nguồn kinh phí lớn để đầu tư vào các dây chuyền sản xuất hiệu suất cao. Còn theo ý kiến của một số chuyên gia, thực trạng thiếu điện, chúng ta mới chỉ quan tâm đến việc tăng nguồn điện, tăng khả năng cung ứng để bảo đảm cung cầu. Tuy nhiên, giải pháp quản lý nhu cầu sử dụng điện là việc làm cần thiết. Theo thông tin về tình hình các hồ thủy điện, đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, lưu lượng nước về 4 tháng đầu năm của các hồ thủy điện ở phía Bắc chỉ đạt khoảng 60-70% so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 4 và đầu tháng 5, lượng nước về các hồ đạt dưới 50%, cá biệt một số hồ chỉ còn 20%. Trong những ngày đầu tháng 6, tại một số nhà máy thủy điện, các tổ máy gần như dừng hoạt động. Nếu chạy thì cũng rất hạn chế vì hồ đã ở mức nước chết. Như vậy, ngoài chờ những trận mưa dài hạn cho thủy điện miền Bắc, thì giải pháp vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa là căn cơ lâu dài, vẫn là cần sự chung tay của người dân, cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với ngành điện, chia sẻ khó khăn bằng cách sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý trên báo Đại Đoàn Kết, lãi suất huy động đang giảm mạnh, vậy nhưng lãi suất cho vay vẫn chưa hạ như kỳ vọng. Theo ghi nhận, thì nhiều doanh nghiệp đang rất mong chờ mức lãi suất huy động mạnh mẽ của các ngân hàng lần này sẽ có tác động lan tỏa tích cực hướng tới việc giảm mạnh hơn nữa lãi suất cho vay. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn đang gặp khó khăn trong việc hạ lãi suất huy động kỳ hạn dài bởi quy định vốn ngắn hạn từ tháng 9 năm nay sẽ giảm xuống chỉ còn 30%, nên các ngân hàng phải tiếp tục tìm cách huy động vốn dài hạn khiến cho lãi suất cho vay dài hạn hạ xuống chậm hơn so với cho vay ngắn hạn. Theo bài viết trên báo Nông thôn ngày nay,
Ngoài những nguyên nhân như giá thức ăn chăn nuôi và giá nhân công tăng, thì các chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng về việc các loại thịt gia cầm giá rẻ được nhập khẩu về ồ ạt, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm gia cầm trong nước, gây khó khăn rất nhiều cho người chăn nuôi. Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam cho biết, năm 2022, sản lượng gà thịt nhập khẩu chiếm khoảng 20-25% trong tổng lượng thịt gà tiêu thụ trong nước. Đây là con số cực kỳ lớn, gây áp lực với sản phẩm gia cầm nội địa, và nếu chúng ta không có các biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước, thì Việt Nam sẽ thành bến đỗ của nhiều sản phẩm chăn nuôi giá rẻ trên thế giới. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh mục sách giáo khoa mới bắt đầu sử dụng trong các trường từ năm 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của báo Lao động, thì giá bán những bộ sách mới cao hơn sách hiện hành khoảng 3 lần. Theo các đơn vị sản xuất, xuất bản, giá sách giáo khoa tăng giá một phần là do được in trên giấy chất lượng tốt hơn, an toàn và thân thiện với môi trường. Còn về phía các phụ huynh, điều làm rất nhiều phụ huynh băn khoăn lo lắng đó là giá sách tăng nhưng có đi kèm với chất lượng hay không. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.